heo khúc lết nè các bạn. Đó, mình mua chợ Mỹ á, tươi không? Tươi mà nó lạng xương ra hết rồi. Ok, I buy pork rib eyes. Lãng mỡ này nha các bạn. Cái thịt lết này mình mua tiệm Mỹ tươi ngon lắm, nhưng mà vẫn còn có cái xíu mỡ này, lãng mỡ này. Mỡ này nó bỏ xương rồi nhưng mà vẫn còn mỡ. Nó có mẹ mình nó xong lãng mỡ rồi nó nói gì? Để mỡ cho nó mềm, nhưng mà mình không thích ăn mỡ. Mình sắc lát lát thì nó các bạn, nếu mình lấy búa mình đập. So I cut roughly what half inch. Half inch and I don't want it thick. Cái thịt lết của heo này á, nếu mình làm dày á là mình chỉ để nướng thôi. Cái còn này mình chiên, mình không muốn làm dày với là mình ướp á. Mình làm nhanh lắm cho nên mình lấy mỏng thôi, lúc nữa mình lấy búa mình đập mỏng thôi nữa. Tại vì bữa nay mình đi làm thì trễ, mình không có thời gian. Cho nên mình cũng không có ưa muốn ướp cái thịt heo này nó dày quá ăn ngán lắm. Cắt mỏng mỏng vậy xong rồi mình đập cho nó dẹp, cho nó mềm ra. Rồi mình chiên xong rồi nhiều khi ông chồng mình không ăn thịt này không. Ông lấy mỡ ra hết luôn, ăn thịt không, ăn cơm. Là 450 một pound and half của Mỹ, một pound and half là cũng khoảng tầm 450 gram, là một pound của nó là 450 gram, chứ half Mỹ là khoảng này khoảng hơn nửa ký các bạn, cái này khoảng 650 gram thịt á, thịt khúc lết đó, rồi mình sắc mỏng rồi mình đập mỏng ha. Rồi một chén, cái này là một chén cơm nhỏ, một cúp đó. Một chén nước cam. Nước cam này thì nó hơi chua. Một muỗng canh mật ong. Với lại nửa muỗng seasoning là knorr, bột nêm. Với lại tí xíu muối ha. Bây giờ để mình. So this is 1 pound and half. 1 pound and half pork rib eye. Mình cắt thành thin. 1 cup of orange and it needs 1 teaspoon honey. Okay. Half teaspoon of knorr, look seasoning, and mix together. Some mix so they look like same, you know, look a little bit sweet, little bit sour, and little bit salt. So mix together.
các bạn mình quậy gì đó, xong bắt nữa mình nêm nếm lại coi thử nó vừa ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn. Mà nếu nó không có đủ thì các bạn có thể bỏ tí xíu muối vô nữa ha. Bỏ tí xíu muối hay là bỏ thêm mật ong cũng được. Cái này là mình làm mình không có bỏ đường nha các bạn, mật ong thôi. Nó làm giống như chanh dây vậy. Thì cái nước chanh này á, là mình làm mật ong á. Và nước chanh này nó hơi bị chua, nó cũng trong này nó cũng có hơi ngọt ngọt cho nên không có bỏ đường. Mình bỏ đường nhiều mình chiên nó sẽ bị cháy. Nên mình đập mỏng và mình chiên nhanh lắm. Rồi mình nêm nếm mình coi thử có hợp khẩu vị của mình không thì mình bỏ thịt vô mình ngâm. Còn nó không được thì mình nêm thêm. After you meet and you can try see if enough for seasoning. If you want it more seasoning you can more salt you can put more little bit salt in. But you don't want it it's fat. Or you want more sweet you can put more honey. You can with the seasoning if you want. Này chắc bỏ thêm. So I try it a few little bit, not too much enough sweet. I put little bit, half teaspoon honey inside here. Ok cả nhà, cái này á là mình cái này á mình nếm thử rồi, mình thấy nó cũng không có ngọt. Cho nên mình bỏ thêm nửa muỗng mật ong nữa là thành nó trong này là một muỗng rưỡi canh mật ong, một chén nước cam. Mà nếu mà các bạn vắt nước cam tươi á, cái này nước cam mình mua nước cam bình cho nên nó hơi chua. Còn nếu các bạn muốn vắt nước cam tươi á thì các bạn đừng có bỏ mật ong nhiều quá nha. Rồi nửa muỗng bột nêm. Trong này mình không có xài tỏi xài hành gì hết. Mình bỏ vô đây mình ngâm. Xài put in cái lấy mình đem nước lên rồi. 5-10 minutes. Bóp cho nó đều. Lát nữa mình làm nước sốt chua ngọt mình trộn vô. Ăn không có ngon. Cho nên mình đặt ra. Đa số Mỹ nó làm thịt này á, nó hay đập ra. Được đó, cái này là mình ướp mình để lâu tí xíu. I keep it look like 10 minutes. Okay, this one just look like 10-15 minutes ready. Now, I use the powder, go inside the bowl here. Bây giờ mình chiên rồi đó, mình chiên nó vàng rồi đó. Bỏ 2 muỗng canh đường. Thì các bạn muốn nấu đường trước thì sao cũng được. Mình thấy là mình đổ nước xong bỏ ume, mình bỏ xíu muối vô mình nấu, xong mình tán cho nó hòa ra rồi mình bỏ 2 muỗng canh đường. Rồi xong mình mới bỏ một muỗng nước mắm, một muỗng tí xíu nước mắm cho nó có vị thôi. Chứ trong này cái xíu muối nó cũng mặn rồi. Rồi xong mình nêm nếm lại nha các bạn. Nó ngọt chua chua là nó bỏ một tí xíu tương ớt. Thì trong này tương ớt nó có tí xíu tỏi rồi nè. Thì bây giờ mình cho nó nóng rồi mình quậy tí xíu bột nha các bạn. Tại vì này mình nấu ít là lúc nữa mình ăn là tương ớt nữa cho nên mình không có muốn nấu nhiều. Thì các bạn cứ canh là 2 muỗng đường, 1 chén nước, 1 muỗng canh xíu muối với lại 1 muỗng cà phê nước mắm.
là ngon rồi. Rồi bây giờ mình bỏ tí xíu bột bắp ha, bột bắp mình pha